Kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay chương trình Đài truyền hình IBC 57.8 và các C19 xin trở lại với quý vị với chương trình Văn học và kỹ thuật. Hôm nay, trong cái chương trình này thì chúng ta thấy có thầy Nguyễn Phú Phát đến với chúng ta. Thầy Nguyễn Phú Phát trước đây cũng đã đến với chúng ta một lần vào khoảng một năm về trước. Thầy Phát, một năm về trước thì mình nói chuyện gì nhỉ thầy? Dạ, trước tiên là xin cảm ơn Trưởng Lâm, xin kính chào quý vị khán giả, xin chào thầy Tâm. Dạ, thưa chào thầy ạ. Dạ thưa, một năm trước mình đến đây cũng chỉ nói về những lớp học mà Thư viện Việt Nam Toàn cầu đã khởi xướng từ lâu, và mình đã bắt đầu từ trên dưới một năm nay rồi. Và hôm nay xin trở lại để tiếp nối cái công việc này, thưa Trường Lâm. Vâng, với cái tấm lòng muốn gìn giữ nền văn hóa của dân tộc, đặc biệt nhất là trong vấn đề âm nhạc, nghệ thuật, thì thầy Nguyễn Phú Phát đã đến với Thư viện Việt Nam Toàn cầu và đồng ý để tổ chức những lớp nhạc, không những về cách hát, làm sao hát cho đúng, mà còn về những cái khóa huấn luyện về đàn keyboard. Đến nay là một năm rồi. Cái khóa keyboard của mình là đến năm nay, đến giờ này là khóa thứ tư phải không thầy? Dạ vâng. Như vậy thì trong một cái năm vừa rồi đó, xưa thầy có cái điều gì mà thầy cần nói về những cái khóa học ở trong hai cái lớp luôn? Dạ vâng. Kính thưa quý vị, kính thưa Trưởng Lâm và thầy Tâm. Thứ nhất là chắc là xin được nói từng điểm một để cho nó đỡ miên man. Trước tiên đó là xin được tường trình lại một chút về các lớp học này. Đầu tiên thì xin nói về con người. Con người tức là những học viên của lớp học. Học viên của lớp học thì có một cái sĩ số biến động từ 10 cho đến 20. Tùy từng giai đoạn, tùy từng khóa. Có những lúc nó tăng lên đến gần 25 người. Lúc đó là mày hết chỗ. Và có những lúc vì lý do này, lý do đó, cho nên nó tụt xuống còn vào khoảng 12, 13 người, vân vân. Nói về cái phần thứ nhất là nói về sĩ số. Thứ hai thì chắc là phải nhờ Trưởng Lâm nêu một vài câu hỏi để nhắc lại xem xin nói. Thứ hai là xin nói về tuổi tác, phải không ạ? Tuổi tác thì phải nói rằng là biến động trong cái khoảng từ 12, 13, 14, 15 cho đến 70, 71, 72, 75. Biến động dữ dằn như vậy đó. Thành ra phải thành thực mà thưa rằng cái sự phức tạp về tuổi tác nó cũng ảnh hưởng trong cái vấn đề giảng dạy của mình ghê lắm. Dạ, em rất là phục thầy về cái chuyện đó đó thầy. Em dạy cái lứa tuổi bằng nhau mà đã cực khổ rồi mà cái lứa tuổi thầy dạy rất là khác. Dạ vâng. Vâng, nhân cơ hội mình nói chuyện về vấn đề khác biệt về tuổi tác, dạ, về trình độ, thì tôi có một câu hỏi này hơi khó một chút xíu nha. Dạ vâng, thưa mời Trưởng Lâm. Như mình biết đó, có một số người sinh ra đời không phải để hát. Vâng. Thế thì nhờ khi mà thầy có một cái người học trò mà rơi vào cái số mệnh đó, vâng, thì thầy có can đảm để nói gì với họ không? Dạ thưa, dĩ nhiên là có, là bởi vì cái đó cũng là tùy, mình gọi là tùy duyên đó. Vâng. Bởi vì cái số học viên biến động trong cái khoảng tuổi tác như vậy và hoàn cảnh của họ cũng có khác nhau, và dĩ nhiên cái năng khiếu nó cũng khác nhau và sở thích nó cũng khác nhau, và những cái dị biệt đó trong cái số học viên đến xin học và theo học đó cũng làm cho cái vấn đề giảng dạy nó trở thành rất là phức tạp. Tuy nhiên, với cái kinh nghiệm giảng dạy từ nhiều chục năm ở các loại chương trình khác nhau, mình cũng đã hết sức là kiên nhẫn, phải nói như vậy. Vậy rất là kiên nhẫn, và phải đưa cái nguyên tắc về giảng dạy đó, tức là lương tâm của nhà giáo, để làm sao để có thể thỏa mãn được càng nhiều càng tốt cái nhu cầu của người học và cái trình độ của người học, cũng như là nhất là phải thông cảm với cái hoàn cảnh của người học nữa, thì mình mới
phải nói thực sự là mới có can đảm để duy trì cái giờ học cũng như lớp học đó, thưa trưởng Lâm. À, thưa quý vị, tôi cũng nhân dịp này mà mèo khen mèo dở đưa một chút. Cái trong cái thời gian mà thầy phát có lớp học đó thì tôi là người trực phía trước. À, cái thời gian đầu tiên của khóa 1, khóa thanh nhạc tức là khóa luyện giọng cũng như khóa keyboard thì tôi phải đóng văn phòng, tôi đâu phải đóng cái cửa, thì yêu cầu thầy phát là phải đóng cái cửa lớp lại và tôi vô không được nó tiếng động. Nhưng mà sang tới tháng thứ hai thì phải công nhận là học trò tiến bộ rất là mau. Thì tôi lúc đó là tôi lại lén tôi mở cửa ra tôi nghe xem những học viên hát thế nào, đờn như thế nào, thì có một cái sự tiến bộ rất là rõ rệt trong một thời gian tương đối ngắn. À, thì em muốn hỏi thầy là cách gì mà thầy làm để cho mà em thấy là thầy bắt từng học viên phải đàn, bắt từng học viên phải hát và thầy phê bình để thầy thay đổi. Nhưng mà cách gì mà thầy nâng cả lớp lên như vậy? Dạ vâng. À, phải thành thực mà nói rằng như là vợ thưa đó, tức là mỗi một lớp học, dù là lớp thanh nhạc mà mình gọi như là lớp luyện giọng cũng như là lớp mà sử dụng đàn keyboard, thì mỗi một học viên như vậy họ có cái nhu cầu khác nhau. Nhưng mà nếu mà mình dạy trong một cái lớp học chung cho nhiều người ở những cái hoàn cảnh khác nhau như thế thì mình phải rất là quyền biến và mình đi tìm cái điểm chung nhất, cũng giống như là trong nhiều cái phân số khác nhau nó có cái mẫu số chung vậy đó, thì mình tìm cái điểm chung nhất để mà mình dựa vào đó để mình hướng dẫn. Tức là mình phải có một cái chương trình giảng dạy rất là cụ thể mà rất là thiết thực, đúng vào cái nhu cầu bình thường, nói một cách tổng quát, để cho từ những người ở cái tuổi này cũng như tuổi kia, cũng như hoàn cảnh này cũng như hoàn cảnh khác, kể cả vấn đề sức khỏe, thì mình phải theo dõi từng người một. Vì vậy cho nên cái việc giảng dạy nó đòi hỏi rất là nhiều công sức, mà phải nói thành thực là nhiều hôm dạy xong một buổi dạy như vậy suốt trên dưới 2 tiếng đồng hồ, về nhiều khi ngất ngư luôn. Vâng, tôi thì không được theo dõi thường xuyên những lớp học của thầy Phát dạy, nhưng mà có một lần tôi ngồi và được nghe thầy Phát dặn tất cả các học viên về cái lớp mà thanh nhạc đó, là khi mà quý vị mà muốn trình diễn một bản nhạc thì điều quan trọng nhất là làm sao phải thuộc lòng cái bài đó. Và tôi cũng nghĩ là khi mà mình thuộc lòng cái bài đó đó thì mình mới trình ra được cái ý của cái bài đó, phải không thầy? Dạ vâng, thế dạ, đúng vậy. Mà cái điều đó đó nó làm cho tôi trong những cái sinh hoạt về hướng đạo, vâng, tôi cũng yêu cầu các em phải học thuộc lòng. Dạ. Mà muốn học thuộc lòng á, thì phải cố gắng rất là nhiều. Nhất là chúng ta ở trong cái đời sống ở đây rất là bận rộn, thì muốn học thuộc lòng một cái bài hát với cái tuổi đời của nhiều người rất là cao thì cũng là khó khăn lắm. Cả một vấn đề. Dạ. À. Như vậy đã thành ra nhiều khi nếu mà nói khi mà mình hướng dẫn cho một người hát thì mới đòi hỏi cái việc thuộc lòng. Chứ còn hướng dẫn cho người đàn thì người ta có một cái nhạc bản để trước mặt. Nhưng mà cái khó cho cái người ở những cái trình độ tuổi tác khác nhau, thưa quý vị, mà hát mà thuộc lòng được đó, thì lại phải có một cái phương pháp hướng dẫn cho họ để họ học làm sao để họ thuộc lòng. Bởi vì dạ, em muốn hỏi cái điều đó là tại vì thầy hơi khó là khi mà thầy cho những học viên của mình keyboard hoặc là lớp thanh nhạc mà trình diễn thực tập đó, mấy cái buổi recital đó, thầy cấm không cho cầm giấy. Cái đó khó quá thầy ạ. Không nói là cấm thì nặng nề quá, nhưng mà mình có yêu cầu các học viên là cố gắng hết sức để làm sao không phải cầm giấy mà vẫn có thể tiếp tục hát. Bởi vì khi mình hát trước mặt một số khán giả, đông hay vắng không cần biết, nhưng mà dứt khoát là mình phải hát với khán giả và mình diễn tả làm sao để cho khán giả có thể chia sẻ cái cảm xúc của mình qua cái ca khúc đó, thì người ta với mình mới có những cái giao cảm và người ta mới đón nhận cái bài hát mà mình hát nó ở một cái mức độ cho phép. Đó, nó cũng đòi hỏi cái người học hát và tập hát, và đến lúc mà họ trèo lên sân khấu để họ hát cho mọi người cùng nghe, cùng xem thì họ cảm thấy thoải mái, họ cảm thấy có một cái gì đó mà họ hài lòng với là một cái tiết mục mà họ diễn. Vâng, đến đây thì chúng ta tạm ngưng chương trình một chốc lát để nói đến những cái người đã bảo trợ cho chúng ta, những cái chương trình thương mại bảo trợ. Và chúng tôi cũng rất là cảm ơn quý vị
đã có những cái chương trình bảo trợ cho đài để chúng tôi có được cơ hội để đưa đến những kiến thức của chúng tôi đến với quý vị khán thính giả. Xin hẹn lại quý vị một chút lát nữa.